hai cái cuộc nổ súng liên tiếp vào ngày thứ Bảy ở tại Texas và ngày Chủ nhật ở tại Ohio đã gây ra cái chết cho khoảng 30 người. Và thưa quý vị, nó nổi lên một cái là những cái chết, những cái vụ xả súng như vậy ấy, nó đang kêu gọi những cái nhà lập pháp, nó đang thu hút cái sự chú ý của toàn người dân nước Mỹ, đòi hỏi là phải có một cái sự kiểm soát súng chặt chẽ hơn nữa, như những cái quan điểm mà chúng tôi đã trình bày với quý vị ở trong những cái lần trước là liên quan đến cái việc thắt chặt cái việc kiểm soát súng tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì chi tiết của những cái vụ việc này, có thể điểm lại những cái chi tiết của vụ việc này thì xin mời Linh Nga sẽ điểm lại sơ. Dạ, vâng, cảm ơn anh Hoàng Giang. Thì thưa quý vị, anh Hoàng Giang cũng đã nói qua với quý vị về những cái điểm chung của hai cái cuộc xả súng liên tiếp diễn ra trong cái dịp cuối tuần qua. Chúng tôi cũng rất là bàng hoàng khi biết tin này, bởi vì ngay từ cái dịp cuối tuần trước thì chắc là anh Hoàng Giang cũng nhớ là vừa mới diễn ra cái vụ xả súng đẫm máu tại lễ hội tỏi California. Rồi sau đó kế tiếp vào đầu tuần thì là một vụ diễn ra tại Walmart. Hai vụ xả súng liên tiếp khiến cho dư luận còn chưa hết bàng hoàng, thì ngay cái dịp cuối tuần vừa rồi lại diễn ra hai vụ người ta gọi là xả súng đẫm máu mass shooting, và làm cho 30 người thiệt mạng, và con số người bị thương hiện nay vẫn chưa rõ. Và trong số người thiệt mạng thì có cả những cái người nhân vật rất là đặc biệt, và đặc biệt nữa là có em gái của cả hung thủ. Thì vào buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, là ngày 5 tháng 8, ngày thứ Hai, thì chúng tôi được cập nhật thêm tình hình một số cái thông tin mới, thì được biết là trong một cái hội thảo của đài thông tấn CNN có liên quan tới cái thảo luận về cái tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về cái vụ hai vụ xả súng đó, và đặc biệt là ông Trump có nói về cái vụ xả súng hàng loạt ở El Paso, Texas và Dayton, Ohio, thì nhiều người họ chỉ trích cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Và đặc biệt là cựu nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là ông Luis Gutierrez nói rằng là ông chỉ trích ông Trump, lên án ông Tổng thống Trump, và ông nói rằng ông muốn Tổng thống Donald Trump cũng như là các cái thành viên của Đảng Cộng Hòa phải ngừng đốt cháy lòng thù hận. Và ông cũng cáo buộc Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump đã không có bất kỳ một hành động nào để có thể giảm bớt hay là ngăn chặn những cái vụ xả súng hàng loạt diễn ra, mặc dù những vụ xả súng hàng loạt vẫn diễn ra theo cấp số nhân mỗi ngày trên khắp cõi Hoa Kỳ. Và đó là cái bản tin mới nhất mà chúng tôi nhận được cập nhật về hai cái vụ xả súng này. Còn về cái thông tin chi tiết của vụ xả súng thì anh có thể nhắc qua lại cho quý vị nhớ được không ạ? Dạ thưa quý vị, thì vào ngày thứ Bảy đó, thứ Bảy tại El Paso, Texas đó, thì là cái vụ xả súng nó diễn ra từ một cái thủ phạm là người da trắng. Và khi mà khai báo với lại khi cái vụ xả súng nó diễn ra thì là hai có gây ra cái chết của 20 người và làm bị thương trên 20 người khác. Tuy nhiên thì sau đó thì ngay sáng hôm nay thì một người bị thương nặng khác ở trong cái vụ việc này đã chết, thì nâng cái con số người bị thương, số người bị chết là lên đến con số 21 người, và số người bị thương là trên 20 người. Thì bước đầu đó là những cái thông tin chúng tôi có được. Và cái thủ phạm gây ra cái vụ xả súng ở tại Texas này á đã thừa nhận á là tại sao anh ta xả súng, là lý do là tại vì những cái người này là những cái người Hispanics, tức là những cái người mà nói cái ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha. Phân biệt chủng tộc. Ở đây á, thì nó có một cái sự là hiện nay đã rất nhiều thượng nghị sĩ, đặc biệt là ông Ted Cruz là một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đó ở tại Texas á. Ngày xưa là đối thủ của Tổng thống Trump đấy, kỳ cựu nhất thì có nói là có lên án đây là một cái hành động là gọi là khủng bố nội địa, và cái này gọi là cái thể hiện cái cực đoan trong cái việc là tính ưu việt của người da trắng. Thì đó là những cái mà ông Ted Cruz đã lên án trong cái những cái hành động này. Tuy nhiên thì tiếp sau đó, trong khoảng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, chưa đầy 12 giờ đồng hồ thì có một cái vụ xả súng khác ở Dayton, Ohio. Thì cái đối tượng này nó xả súng vào bất kỳ vào một đám đông ngay tụ tập ngay đó, thì đã làm cho 9 người bị chết, thì trong đó có một người em gái của anh ta. Và cảnh sát ngay lập tức trong vòng khoảng chưa đến một phút thì đã bắn chết anh này ngay tại hiện trường. Và như vậy thì thưa quý vị, là như chúng tôi đã trình bày là cái việc xả súng là tại California, lễ hội tỏi, rồi tiếp đó vài ngày là cái vụ xả súng ở Walmart.
rồi và những cái vụ xả súng ở cái vụ El Paso, tại Texas cũng là Walmart phải không anh? Hình như là Walmart luôn. Thưa quý vị, là như vậy là hai vụ xả súng đẫm máu đều diễn ra tại hai cơ sở của Walmart, công ty Walmart, nhưng mà ở hai địa điểm khác nhau đó. Mà không hiểu sao giờ đây các cái những cái tên mà xả súng, mà hung thủ đều chọn những cái địa điểm như là mua sắm, như là Walmart để mà thực hiện cái hành động mà giết người như vậy. Tại vì nó muốn là có, thưa quý vị, những cái tay hung thủ này họ muốn làm tập trung vào những cái địa điểm mà thu hút đông người đó, những cái như chúng tôi cũng nói chuyện, những cái lễ hội hoặc là những cái trung tâm mua sắm mà đông người đó, để mà thực hiện những cái cuộc xả súng hàng loạt như vậy. Và thưa quý vị, thì rõ ràng là những cái việc xả súng hàng loạt này á, nó là một cái hồi chuông cảnh tỉnh để mà các nhà lập pháp phải ngồi lại với nhau để mà bàn ra một cái phương thức làm sao để mà kiểm soát súng hiệu quả hơn. Chứ thưa quý vị là chưa thấy ngồi gì, sáng nay họ đã chửi nhau rồi. Mới sáng sớm là đã thấy tin là sau cái vụ xả súng là giờ đây chưa thấy ai chịu ngồi nói với ai cái gì hết, nhưng mà đã chỉ trích với cáo buộc và lên án nhau tùm lum vào buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì Linh Nga cũng mới nói với quý vị trước đó đó là mấy cái vị thượng nghị sĩ là họ đã lên tiếng, là họ của ông Đảng Dân Chủ, đây là ông Luis Gutierrez, là ông đã chỉ trích phía Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa đã không có hành động nào để ngăn chặn những cái vụ xả súng đẫm máu như vậy diễn ra cả. Mà ngược lại đó, thì đặc biệt là hồi tháng 2 vừa qua, khi mà diễn ra cái vụ xả súng tại trường trung học ở Florida, đấy là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất kể từ đầu năm cho tới tháng 2 đấy, thưa quý vị. Thì sau đó diễn ra, nó nổ ra hàng loạt những cuộc biểu tình rầm rộ của cái giới học sinh trung học toàn quốc. Thì khi đó Tổng thống Trump cũng chỉ có nói một điều là ông ủng hộ cái việc là sẽ cung cấp thêm võ khí và súng ống cho các vị giáo viên và những cái nhân viên an ninh của những cái trường học để tự bảo vệ họ. Và cái hành động mà kêu gọi là cung cấp thêm võ khí cho người dân ấy, càng khiến cho nhiều người họ giận dữ và đã tăng cái con số những người ủng hộ luật kiểm soát súng lên 67% ngay sau đó, chừng khoảng một tháng, thưa quý vị. Thì cái vấn đề này đó, thì chúng tôi cũng thấy rằng là đây là một trong những cái vấn nạn của Hoa Kỳ hiện nay. Và thưa quý vị, mà nếu mà những cái tranh cãi đó, những cái tranh cãi trên mạng giữa những cái nhà lập pháp và những cái hiện nay trong những cái người trong chính quyền hiện nay mà cứ kéo dài như vậy, thì không biết là những cái vụ nổ súng đó nó còn gây ra những cái hệ quả như thế nào. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta sâu chuỗi lại bốn cái vụ nổ súng trong cái thời gian gần đây nhất, trong vòng có một tuần thôi, thì như vậy rõ ràng thấy ở đây chúng ta thấy nó có một cái trạng mà thái không kích phải, động. Không phải là vụ nổ súng nhỏ nữa. Nhỏ. Mà đó. Cả bốn vụ đều là người ta gọi là mass shooting. Đó, xả súng hàng loạt. Nhưng mà thưa quý vị, là không biết là những cái vụ xả súng như vậy nó có liên hệ như thế nào. Thì hiện nay các cơ quan điều tra họ chưa biết. Nhưng mà trước tiên đó, thì chúng tôi nhớ lại cái thời ông cựu FBI đó, cựu giám đốc FBI James Comey á, ông đã nói là hiện nay cái đáng lo ngại của chúng ta không phải là những cái vụ khủng bố từ bên ngoài, tức là khủng bố do những cái tổ chức khủng bố, mà là khủng bố nội địa. Tại vì chính những cái người khủng bố nội địa và cái việc mà nới lỏng cái việc sở hữu súng đó trong thời điều kiện hiện nay, thì nó là một cái tác nhân để mà gây ra những cái vụ xả súng hàng loạt. Mà nếu mà không có, và chưa kể là những gần đây, thưa quý vị, là những cái phát ngôn mang tính thù hận hoặc là những cái lời phát ngôn mang tính chia rẽ chủng tộc, Tổng thống Trump vừa mới lại cãi thì nó lại qua lại hoạt với bốn phụ nữ bốn phụ nữ mà da màu thuộc phe Dân Chủ, và ông còn nói cái câu mà anh nhớ không, là trở lại quê cố hương của quý vị mà giải quyết những vấn đề của quý vị ở đó đi, trước khi quý vị ở lại đây và nói với chúng tôi là quý vị đang làm cái gì. Đó, câu nói đầy tính chất phân biệt chủng tộc như vậy. Vâng, đó thì những cái phát biểu đó, những cái không khí mà nó thù hận như vậy và không khí nó phân biệt chủng tộc như vậy á, thì không biết là nó có những cái mối liên hệ nào đối với những cái vụ xả súng gần đây. Cái tin mà mình được biết gần đây đó, thì cũng được biết thêm cái danh tánh của nghi phạm đó. Thì chắc là cũng phải gửi tới quý vị cái thông tin là cái danh tánh của tên nghi phạm này, cái tên hung thủ mà nguy hiểm, người ta dùng từ là nguy hiểm nhất và hàng đầu những cái tên hung thủ mà khét tiếng, đó là tên có tên gọi là Patrick Crucius, 21 tuổi, thưa quý vị. Và được biết là tên này thì sống tại thành phố Allen, cũng thuộc tiểu bang Texas, cũng là cư dân Texas, và mới 21 tuổi thôi, thưa quý vị. Và nơi tên Crucius này sinh sống là cái khu vực ngoại vi của thành phố Dallas. Nó cách El Paso là chừng là khoảng 700 dặm về miền đông.
Ông cảnh sát trưởng của El Paso là ông Greg Allen cũng thông báo rằng là cái mục đích, cái nguyên do cụ thể nhất của dẫn tới việc là tên Cruzius này thực hiện cái vụ thảm sát đẫm máu đó thì chưa ai biết. Nhưng ông cho rằng có nhiều khả năng liên quan tới sự kỳ thị và thù hận, thù ghét. Ông cho biết là hung thủ rõ ràng là đã có những cái sự chuẩn bị rất kỹ càng cho cái cuộc thảm sát đẫm máu này. Và ông cho rằng là cái tên này đã điều khiển xe từ nhà tư gia của hắn đó, cho tới cái địa điểm ở đó. Và sau đó là rút súng ra và rất là lạnh lùng bắn thẳng về phía những cái người dân vô tội. Và ngay sau khi đó, thì sau khi mà đã bắn chết rất nhiều người thì tên này mới đã đầu hàng cảnh sát khi mà cảnh sát tới bao vây. Và chúng tôi cũng được biết là truyền thông Hoa Kỳ cũng loan truyền một cái bản tuyên bố của cái tên này dài 4 trang. Đăng tải trên cái trang gọi là S Channels, là một cái trang nhắn tin trực tuyến đó, thưa quý vị, là thường xuyên được sử dụng của những cái gọi là phần tử mà là cực đoan về người Mỹ trắng. Thì cái bản tuyên bố được cho là của tên Cruzius này, với cái nội dung là tuyên bố một cuộc tấn công vào Walmart là một cái hành động để trả thù cho những sự xâm chiếm Texas của những người gốc Tây Ban Nha và Lan. Mà dài tới 4 trang thôi quý vị. Và cũng còn được biết thêm một số thông tin nữa. Theo cái trang Nhật San Intelligencer, là một số tài khoản mạng xã hội được cho là thuộc về cái tên Cruzius này, cũng thường chia sẻ những cái nội dung cực đoan. Hắn ủng hộ Tổng thống Donald Trump và ủng hộ chiến lược kiểm soát dân nhập cư của ông Trump. Và Tổng thống Trump trong khi đó thì lại đã có những cái lời chỉ trích. Tất nhiên là Tổng thống phải chỉ trích và gọi vụ xả súng là hành động hèn nhát. Và ông cũng hứa hẹn là sẽ đứng về phía những người dân, nhưng chưa thấy ông hứa hẹn hành động gì để đứng về phía người dân cả. Và thưa quý vị, ngay sau khi tất cả những sự việc này diễn ra thì một lần nữa cái làn sóng khổng lồ để yêu cầu về cải cách luật súng đạn và kiểm soát luật súng đạn một lần nữa lại ào ạt lên khắp cõi Hoa Kỳ trong cái ngày hôm nay, thưa quý vị. Và Nhật San, đài CNN, truyền thông CNN cho biết là một rất nhiều ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ cũng nhân cái dịp này đã lên tiếng kêu gọi những cái sự thay đổi mới mẻ trong cái luật về kiểm soát súng của Hoa Kỳ hiện nay.